Những năm gần đây, các chương trình hẹn hò thực tế xuất hiện ngày càng nhiều. Bên cạnh việc đến tham gia chương trình để tìm được nửa kia cho mình, một số ứng viên tham gia chương trình đã dính phốt khi bị tố nói dối, chia sẻ không đúng sự thật về bản thân. Hãy cùng điểm lại những vụ lùm xùm không đáng có xung quanh những show hẹn hò thực tế này. 1. Người ấy là ai? Vừa phát sóng được 3 tập, nhưng Người ấy là ai mùa 3 đã dính phốt với hai trai đẹp bị tố là gian dối. Chàng trai đầu tiên là Michael Trương, cực phẩm Việt kiều Canada xuất hiện trong tập 3 của chương trình. Anh thu hút được sự chú ý của nữ chính, nhưng sau cùng lại không được lựa chọn bởi lý do cô đưa ra là quá hoàn hảo để độc thân. Theo như chia sẻ trên sóng truyền hình, Michael Trương nói rằng anh đã ly hôn 6 tháng nhưng trên thực tế, anh và vợ vẫn đang trong quá trình làm thủ tục giấy tờ ly thân và phải đợi đến tháng 3 mới hoàn thành. Anh cũng đã gửi lời xin lỗi chính thức đến khán giả hâm mộ trên trang cá nhân của mình. Nam Phạm, chàng trai bị nữ chính Diễm Quỳnh của tập 2 cho ra về đầu tiên, cũng gặp tình cảnh tương tự, bị tố nói dối như Michael Trương. Theo như chia sẻ trên chương trình, Nam Phạm nói rằng đã 3 năm anh chưa quen ai và mong muốn nhân cơ hội này để mở lòng tìm một người phù hợp. Thế nhưng, những lời nói này có vẻ chưa trùng khớp với phát hiện của cộng đồng mạng khi biết anh chàng đã tham gia một show hẹn hò khác, tiết lộ từng có bạn gái. Ngay sau đó, chính Nam Phạm cũng đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì lời nói trên sóng truyền hình, đồng thời đưa ra lời giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm và thực tế anh vẫn luôn độc thân trong suốt thời gian qua. Daniel Iman là chàng phi công được cư dân mạng chú ý khi xuất hiện tại tập 4 của mùa 2 Người ấy là ai. Sau chương trình, anh ra về cùng nữ chính Phương Phạm và được xem là một trong những cặp hiếm hoi thành đôi sau khi game show kết thúc. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, Daniel bị cư dân mạng tố giả tạo, cho rằng anh đã từng bị đuổi học khi đang theo ngành phi công, chỉ lấy mác nghề nghiệp để tạo tình cảm với nữ chính. 2. Ngôi sao tình yêu. Tố My, cô sinh viên ngành điều dưỡng đa khoa đã vượt qua 4 cô gái khác, chiếm được sự chú ý của nam chính là người mẫu, lọt vào vòng cuối của show hẹn hò. Vào thời điểm cả hai chuẩn bị hôn nhau để thực hiện thử thách, Tố My tỏ ra ngập ngừng và thú nhận mình đã có người yêu. Lý do thực sự cô đến tham gia chương trình là vì thích ánh đèn sân khấu, muốn làm mới bản thân mình mà thôi. Lời thú nhận của nữ điều dưỡng đã bị ném đá dữ dội, đặc biệt hai MC chương trình là Hoàng Rapper và Tuyền Mập vô cùng bức xúc và phẫn nộ, thẳng thắn chỉnh ngay cô gái này trên sóng truyền hình. Tôi nghĩ lời xin lỗi nó còn quá nhẹ nhàng. Tôi hiểu cảm giác của người thích ánh đèn sân khấu, thích được làm nghề và thích được thể hiện với mọi người. Nhưng điều bạn đang làm là việc mà mọi người khó có thể chấp nhận được. Đáp lại, cô gái này chỉ biết cúi mặt và liên tục nói lời xin lỗi. 3. Đại chiến kén rể. Vào năm 2018, trong show hẹn hò Đại chiến kén rể, hot boy Trần Lê Đức cũng bị tố không hề nói thật trong phần giới thiệu bản thân. Cụ thể, nếu như tại chương trình, anh chàng nói rằng không biết hút thuốc, nhưng loạt ảnh bị lộ lại cho thấy hình ảnh chàng rể quốc dân liên tục phì phèo trong khói thuốc. Ngoài ra, Mỹ Nam cho biết là cử nhân điều dưỡng tại một bệnh viện lớn, nhưng một bài đăng này cho rằng Lê Đức chỉ đang là thực tập sinh học ở trường cao đẳng y tế Bạch Mai. Ngoài ra, chàng hot boy này còn bị nói quá bởi bản thân chỉ là nhân viên ở một quán trà sữa chứ không phải quản lý như lời giới thiệu. Kèm theo lời bóc phốt này là bài đăng của một bệnh viện thẩm mỹ cho thấy anh chàng đã từng đụng dao kéo, trái ngược với lời khẳng định bản thân đẹp tự nhiên. Những vụ lùm xùm này rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có sự tin tưởng của khán giả vào những câu chuyện trong chương trình thì phải đặt thêm dấu hỏi. Liệu bao giờ khán giả mới được xem những câu chuyện hẹn hò trên truyền hình một cách chân thực và cảm xúc nhất?